Lũ lụt do mưa lớn quét qua phía đông bắc Ấn Độ và phía đông Bangladesh đã ảnh hưởng tới hơn 6 triệu người và khiến nhiều người thiệt mạng. 190.000 người phải trú ẩn khẩn cấp. Cụ thể, Anjazeera dẫn lời Bộ quản lý và cứu trợ thiên tai Bangladesh cho biết, khoảng 4,5 triệu người dân nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ lớn. Tính đến mươi 23 tháng 8, ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Nhiều ngày qua Mưa to khiến lượng lớn nước từ các vùng đồi núi thượng nguồn đổ về các con sông địa phương, gây tràn bờ và tàn phá trên diện rộng. Mưa và nước dâng cao từ thượng nguồn Chipura cũng đã tàn phá nhiều khu vực ở miền đông Bangladesh. Nhiều người ở các quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Kumila, Feni và Noah Kali đã kêu cứu vì mất điện và đường xá bị chia cắt. Việc đi lại và liên lạc đã bị cắt đứt giữa thủ đô Dhaka và thành phố cảng Chittagong phía đông nam do một phần của đường cao tốc chính bị ngập nước. Trong khi đó tại Ấn Độ, mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và buộc hơn 65.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Lực lượng chức năng phải tổ chức trèo xuồng cứu sinh để đưa người dân đến nơi an toàn tại bang Chipura, đông bắc nước này. Một số hình ảnh trên truyền hình cho thấy ô tô và xe buýt bị mắc kẹt trên những con phố mênh mông nước. Giới chức Ấn Độ cũng cho biết nhiều ngày mưa liên tục đã khiến các con sông dâng cao. 450 trại cứu trợ đã được mở tại Chipura, nơi có khoảng 1,7 triệu người bị ảnh hưởng, cùng với thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, mùa màng và gia súc. Mùa mưa hàng năm ở Nam Á thường xuyên gây ra sự tàn phá đáng kể, nhưng biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các kiểu thời tiết và làm tăng tần suất các hiện tượng cực đoan. Tình nguyện viên cứu hộ Zahed Hossein Bhuia nói với hãng thông tấn AFP từ Phenin, Bangladesh. Tình hình ở đây rất thảm khốc. Chúng tôi đang cố gắng giải cứu càng nhiều người càng tốt. Theo Al dù cả hai nước đều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhiều người Bangladesh đổ lỗi cho Ấn Độ, nói rằng họ đã mở một con đập trên sông ở Chipura, gây ra lũ lụt đột ngột ở Bangladesh. Bộ Ngoại giao Ấn Độ phủ nhận điều đó trong một tuyên bố, nói rằng con đập nằm xa biên giới và Ấn Độ đã chứng kiến những trận mưa lớn nhất năm nay trong tuần này và dòng nước chảy về hạ lưu là do xả tự động. Ấn Độ và Bangladesh có chung 54 con sông chảy từ dãy Himalaya đến vịnh Bengal. Theo người phát ngôn Cơ quan Ứng phó Thảm họa Quốc gia của Afghanistan Mullah Janan Saif cho biết, thiên tai còn phá hủy hoàn toàn hoặc một phần 100 ngôi nhà dân sinh và hủy hoại nghiêm trọng đất nông nghiệp lãnh đạo cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia đã chỉ thị nhà chức trách ở tất cả các tỉnh ngay lập tức triển khai công tác cứu trợ người dân bị ảnh hưởng của lũ. Kể từ tháng 5 vừa qua, mưa lớn trút xuống Afghanistan đã khiến khoảng 400 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đồng thời gây thiệt hại lớn về tài sản tại nhiều khu vực của nước này. Theo bản tin dự báo bão của cục quản lý thiên văn, địa lý và khí quyển Philippines cho hay vào hồi 3 giờ sáng ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão San San ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc, 141,6 độ Kinh Đông, cách Trung Lưu Dông khoảng 2.135 km. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão gần 100 km một giật giờ tới 125 km h Áp suất trung tâm 990 ha Pascal. Dự báo bão San San sẽ mạnh dần lên nhanh chóng trong 24 giờ tới và có thể trở thành bão cuồng phong trong ngày 23 tháng 8. Trước đó, các mô phỏng của Trung tâm Dự báo Thời tiết Tầm trung châu Âu ECMWF cũng đã cho thấy khả năng cao là bão San San sẽ chuyển hướng Đông Bắc để tác động đến Nhật Bản. Từ đầu tháng 8 đến nay, 6 cơn bão đã hình thành ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương, vượt quá mức trung bình của tháng 8 là 5,4 cơn bão. San San là cơn bão thứ 10 trong mùa bão 2024. Dự báo bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản, GMA cũng cho thấy San San sẽ trở thành bão cuồng phong sớm nhất vào ngày 23 tháng 8 hoặc 24 tháng 8. Các điều kiện thuận lợi sẽ thúc đẩy sức mạnh của bão hơn nữa. Rất có khả năng, San San có thể là bão cấp 3 trong tháng bão 5 cấp Sapphire Simpson hoặc siêu bão khi đổ bộ miền Nam Nhật Bản vào sáng ngày 25 tháng 8. Áp suất trung tâm của bão dự kiến vào khoảng 980 hectopascal. Thời gian và địa điểm đổ bộ chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhưng miền Nam Nhật Bản dự kiến sẽ hứng chịu cơn bão mạnh nhất. Nhà khí tượng học My Ventrai đăng một bản đồ dự báo đường đi của bão San San trên X với chú thích: "Cầu nguyện cho Nhật Bản." Cơn bão San San xuất hiện không lâu sau khi Nhật Bản bị bão Ampin tấn công, khiến hàng nghìn người phải sơ tán, hàng trăm chuyến bay và tàu hỏa bị hủy bỏ. Những người yêu thích thiên văn học Trung Quốc đã có cơ hội chứng kiến một trong những hiện tượng thiên văn đặc biệt khi bảy mặt trời xuất hiện cùng một lúc trên bầu trời Thành Đô, các đoạn video do nhân chứng quay lại cho thấy hình ảnh bảy mặt trời cùng xuất hiện vào cuối ngày và lặn dần. Bảy mặt trời xuất hiện xếp thành hàng cạnh nhau, có kích thước và màu sắc cũng khác nhau. Theo các chuyên gia, hiện tượng này được gọi là panhelien hay mặt trời giả, xảy ra do ánh sáng mặt trời khúc xạ qua các tinh thể băng trong khí quyển, tạo ra ảo giác về nhiều mặt trời. Phó chủ tịch Hội Thiên văn học Nghiệp Dư Tứ Xuyên cho rằng Cảnh tượng vừa qua có thể là ảo ảnh quang học do ánh sáng khúc xạ qua nhiều lớp không khí. Trang Skybrary gọi Pahelion là một trong những hiện tượng khí quyển kỳ lạ nhất. Trước đó, Quảng Châu Nhật Báo đưa tin vào ngày 7 tháng 7 năm 2023, một người đàn ông họ tiêu ở Nghi Tân, Tứ Xuyên bất ngờ đăng tải một video quay lại cảnh hai mặt trời cùng xuất hiện trên bầu trời. Một người dân ở Vận Thành thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc cũng đã chụp được hình ảnh về bốn mặt trời đồng thời xuất hiện vào ngày 28 tháng 2 năm 2023. Theo AFP, núi lửa White Island ở New Zealand đã phun trào trở lại, tạo ra cột cho bụi trong ngày 22 tháng 8. Hãng hàng không quốc gia Air New Zealand cho hay 10 chuyến bay đã bị hủy vào sáng 22 tháng 8 do cho bụi núi lửa gây ảnh hưởng đường bay một phát ngôn viên hãng sau đó cho hay một số chuyến bay đã được khôi phục sau khi cho bụi tan biến viện nghiên cứu khoa học gns cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động phun trào nhỏ của ngọn núi lửa đã bắt đầu vào đầu tháng này các nhà khoa học cho rằng đây là một phần của chu kỳ phun trào điển hình từng được ghi nhận của white island đồng thời cảnh báo hoạt động của núi lửa có thể kéo dài từ hàng tuần đến hàng tháng các nhà khoa học cho biết do ảnh hưởng của núi lửa Người dân trên các đảo chính của New Zealand có thể ngửi thấy khí núi lửa hoặc bị kích ứng nhẹ mắt hay cổ họng. White Island từng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nằm cách đảo Bắc của New Zealand khoảng 50 km và cách Auckland, thành phố lớn nhất của nước này khoảng 200 km. Các chuyến tham quan đến đây đã bị cấm kể từ vụ phun trào năm 2019, khiến 22 người thiệt mạng. Hiện New Zealand cũng đã nâng mức cảnh báo núi lửa lên cấp 3 trong thang cảnh báo gồm 5 cấp độ.